Sáng nay 17 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung làm trưởng đoàn đến khảo sát kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp. Tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, khảo sát khu vực đón khách, đại biểu, chuẩn bị khánh tiết, trang trí, sắp xếp, vệ sinh tại đền chính, chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Tham quan phần hội như thi gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, khu vực bếp ăn miễn phí, không gian đờn ca tài tử. Hiện các hoạt động diễn ra đúng tiến độ, lễ giỗ và lễ hội đều có kịch bản chi tiết riêng, đảm bảo phần lễ, phần hội được chuẩn bị chu đáo trong suốt quá trình diễn ra các sự kiện. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung hoan nghênh đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, các sở ngành có liên quan trong công tác chuẩn bị lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Tân Hiệp phối hợp chặt chẽ, chu đáo với đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tối nay 9 tháng 3 âm lịch. Đề nghị thời gian khai mạc phần lễ thực hiện theo đúng kế hoạch đã được ban hành là 7 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3 âm lịch và phải có phương án dự phòng. Đối với chương trình văn nghệ, đồng chí Nguyễn Lưu Trung đề nghị Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang khẩn trương kết hợp với huyện Tân Hiệp chạy chương trình hai tiết mục do Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang biểu diễn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cùng huyện Tân Hiệp ra lại danh sách khách mời, bố trí vị trí ngồi phù hợp. Việc trưng bày lễ vật vòng hoa trong đền thờ phải phù hợp, bố trí theo thứ tự vị trí của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Thấy cái chương trình hiện nay huyện cũng chủ động làm rất tốt rồi, cứ theo kịch bản mà dẫn thôi. Từ ngữ hết sức ngắn gọn, xúc tích, đừng có dài dòng diễn giải. Thì nó lời dẫn của mình nó sẽ cô đọng và người nghe chứ người ta cũng hiểu liền. Còn cái chương trình văn nghệ thì tôi thấy như thế này. Trước hết thì đề nghị chỗ đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao á, lưu ý rút kinh nghiệm mấy cái nội dung mà mình đã thống nhất chỉ đạo hỗ trợ rồi. Thì Trung tâm Văn hóa nên phải tập trung hỗ trợ cho anh em. Chứ không giữ chừng mà mình chỉ tham gia như vậy rồi để như vậy thì nó không hay. Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 4, nhằm ngày mùng 8, 9, 10 tháng 3 âm lịch, gồm phần lễ và phần hội. Phần hội diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4 với các hoạt động giải bóng đá tứ hùng, giải cờ tướng, dưỡng sinh người cao tuổi, các trò chơi dân gian, hội thi nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, không gian đờn ca tài tử, hội thi chim hót. Phần lễ sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2024 với các nghi thức như biểu diễn múa lân, kèn thiếu nhi trước nghi lễ dân hương, biểu diễn đàn đá, trống hội khai lễ, chúc văn, múa hát ca ngợi công đức các vị vua hùng và dân hương.